tiếng Bắc nữa. Chuôn Bắc cũng phải nói tiếng Ba Miền. Thôi không vậy, không vậy. Hà Nội vậy. Thế mình sẽ khen con gái Hà Nội đi để cho nó có liên quan cái biết ý nghĩa để nói chứ nó không có cái nói gì hết. Đối với Jun thì con gái rất là dễ thương. Đáng yêu. Lâu lâu thì hơi kêu một chút. Không phải thế đâu ạ. Không phải thế đâu. Thế có rõ ràng vỗ tay. Bây giờ Music em món gì nhất ở Hà Nội? Trà xoài đấy. Thôi thì món khó lắm, con gái đi cho nó dễ, để con gái thôi mà. Đối với anh thì con gái Hà Nội rất là đanh đá nhưng mà rất là máu lửa. Anh thích sự máu lửa của các em. Hãy về cái đó của anh. Những cô gái máu lửa. Máu lửa. Máu lửa. Máu lửa. Mong qua đi. Tại sao? Rất hả? Trời, nói gì vậy? Đừng có nhìn chậm chậm vào tôi. Sao nó tiếng Pháp mắc cười lắm? Thôi bây giờ Isaac giới thiệu bản thân mình đi em. Dễ 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 nói. Anh nói về bản thân mình đi. Nói. Ừ. Thì Cần Thơ đi. Xin chào các bạn. Mình là Phạm Lưu Tuấn Tài. Đúng chưa? Thế à? Mình cao 1m72. Số đo bao vòng 165 tình yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Video clip chung với rất là nhiều bạn và trong đó có Hằng Điệp Con, thì Hằng Điệp Con có chỉ cho SC một câu, để tại biết SC sắp đi ra ngoài Hà Nội cho nên là Hằng Điệp Con có chỉ cho SC một câu order, một câu kêu là thì nghe này cô ơi, cho cháu một bát thở nhiều da ít thịt nhá. Sao giờ sao mắc cười vậy? Nhiều giả. Nhiều giả. Rồi xong con đi học tiếp con ngữ mới xong. Ở tay coi. Bây giờ là muốn chết mới ra được một câu đó. Rồi bây giờ là còn câu nào nữa không ạ? Em còn muốn hỏi câu nào nữa không ạ? Bây giờ là câu hỏi cuối cùng nha. Ok, bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng.